Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 10 trên quốc lộ 13 đoạn qua phường An Thạnh, thị làng Mạc Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận của phóng viên, dầu nhớt đổ xuống một đoạn đường dài khoảng 300 mét, có khoảng 20 nạn nhân đi xe máy lưu thông hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị làng Mạc Thuận An thì bị ngã. Người đàn ông ngỡ ngàng khi bất ngờ bị ngã. Trong số các nạn nhân bị ngã có cả bà bầu, trẻ em bị xây xát. Nhiều phương tiện bị hư hỏng do tai nạn. Phát hiện vụ việc, dòng xe cộ đang lưu thông đã phải chạy vào làn ô tô khiến giao thông một phen hỗn loạn. Người dân Đạt Đại Dương cảnh báo. Vẫn nhiều người không nhìn thấy Đại Dương cảnh báo đi vào đoạn đường có dầu nhớt. Do nhiều người bị ngã, người dân đã xúc đất đổ lên. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công dụng phường An Thạnh đã có mặt phong tỏa hướng lưu thông trong làn xe máy và chỉ đạo xe máy lưu thông vào làn ô tô. Người dân trong khu vực cho biết, trước đó có một xe quét đường đi ngang qua thì bị chảy hóa chất là dầu nhớt xuống đoạn đường trên. Hiện cơ quan công dụng đang trích xuất camera khu vực để truy tìm thủ phạm gây ra sự cố.